Cám họa mi đặc trưng của cám chim đất Việt là dòng cám mát ăn ổn định quanh năm với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Các bạn yên tâm sử dụng như mình đang cầm ở trên tay đây. Và đặc biệt cám chim đất Việt thì không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Anh em lấy cái điện trực tiếp cho nhà mình theo số điện thoại ở đây, sẽ gửi tận nhà cho anh em trên toàn quốc miễn phí ship nhé. Đó. Trên tinh thần là vừa dùng vừa chia sẻ lại cho anh em là chính. Như một số anh em vừa đặt ở đây này, các bạn thấy này, mình gửi trên toàn quốc với anh em của Hải Phòng này, Thành phố Hồ Chí Minh này, cho anh em của Bắc Giang này, Hà Nội vân vân. Và đặc biệt nhé, anh em có thể lấy theo gói cũng được. Ngoài sản phẩm cám mi thì nhà mình có sản phẩm lá chòe và chào mao nữa. Đấy, như các bạn thấy ở đây này, anh em đặt cám chòe rồi mi này. Đấy, chòe mi mỗi loại 2 gói, tổng cộng 1 cân là được miễn phí ship luôn. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đó, chòe và chào mao thì cũng cùng giá là 200 một cân. Đấy, vậy các bạn lấy theo gói cũng được, mỗi loại 1-2 gói, cứ làm sao mà được 1kg trở lên là được miễn phí ship. Đặc biệt với dòng chòe này thì than và lửa sẽ ăn chung nhé các bạn. Đấy, than lửa ăn chung. Nhiều chia sẻ, mình chia sẻ dưới dạng văn bản trên website camchimdatviet.com thì các bạn có thể xem những cái kinh nghiệm nuôi chim cũng như là thông tin thêm vào sản phẩm. Từ ngày hôm nay đấy, cái tầm khoảng 9 là tối là mình lại đóng gói các sản phẩm cám này rồi tới cho anh em. Quay trở lại với sản phẩm cám họa mi. Sắp tới đây là những cái mùa thay lông thì các bạn yên tâm sử dụng một loại luôn nhé, sử dụng một loại luôn. Đó. Và sẽ giúp cho con chim có sắc lông bền đẹp, lửa đều ổn định. Và nhiều cái chia sẻ chăm sóc nuôi chim thì mình đã chia sẻ rất nhiều trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt cũng như là trên website, thì anh em có thể là tham khảo thêm. Lần nữa thì cảm ơn cả nhà đã luôn luôn tin dùng ủng hộ Cám Chim Đất Việt. Đây là một số anh em của Hải Phòng lấy mấy ký liền luôn này, cám mi này, chòe này, các bạn thấy. Và một số anh em ngày nào cho mình cũng đóng gửi cho anh em nhé. Do vậy anh em đặt cám thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và mình sẽ gửi tận nhà cho anh em.